Motorcycle TV xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình quay cái video xe LS110. Thì sau cái video chiếc Vision của công thợ sửa xe hơi bạn tôi thì bây giờ là chiếc thứ hai của ông bạn tôi luôn. Mấy chiếc của mấy ông bạn sửa xe hơi làm hết. Thì đây nói luôn nha, anh em người nào việc đó đi, thợ xe máy thì mình sửa xe máy, thợ sửa xe hơi thì sửa xe hơi. Chứ thợ sửa xe máy sửa xe hơi nó cũng không ngon bằng thợ sửa xe hơi, hoặc là thợ sửa xe hơi mà sửa xe máy thì nó cũng ngược lại giống vậy đó. Cho nên là thôi mình ngày nào việc đó ha, còn lắm là thêm chầu nhậu thôi, nó giỡn cho vui. Chứ bữa nay mình chia sẻ cái kiến thức, số kiến thức về cái sạc các anh em. Thì xe này là do anh bạn của mình, ảnh làm thì đi cũng được 7-8 năm rồi đó. Có nghĩa là cái người làm này là cũng hiểu về điện lắm, thợ điện xe hơi này cũng hiểu về điện lắm, người ta làm cho nên mới đi được 7-8 năm như vậy. Thì giờ mình quay cái clip này thì anh bạn này ảnh làm vậy nè, đây đây là cái anh làm cái clip trên cái Vision á, là mình có đăng. Các bạn nào chưa coi cái clip á thì các bạn bấm đường link các bạn coi lại ha. Thì cái này là cái xe mấy anh câu, thì câu vậy là chạy được 7-8 năm á. Thì cục này sạc, thì mình nhìn đó nha, mình quan sát á, là cục này sạc 3 pha mà của cái hệ xe ba gác á. Mấy cục sạc xuôi tay này là của xe ba gác nè. Sạc này là xưa nó vẫn giỡn hay chơi, gắn vô là nằm xuôi tay luôn á, đi bụi luôn á. Nó là sạc 3 pha. Mà cái mâm của cái Alac này là một dây lên, có tiếp mát. Đó thì ảnh câu vô sạc 3 pha. Thì bữa nay mình sẽ chuyển đổi thành cục sạc điện tử. Cục sạc điện tử này, tại vì đây là sạc thế hệ mới, thì nó đóng cắt bằng linh kiện cường độ cao, cho nên là nó sẽ không có bị nhiệt độ quá tăng, bị nóng cục sạc, gây cháy dàn áo hay cháy dây rồi vân vân. Thì cục sạc này tuổi thọ nó rất là cao và cái công suất làm việc của nó cũng lớn nữa. Ampe nạp nó có thể lên tới 6-7 ampe luôn, nếu như cần thiết để nạp cho bình ắc quy lúc cạn bình, cho nên tốc độ nạp bình rất là nhanh, rất là nhanh dứt khoát luôn. Ở đây dắt này dắt Honda tính xài hả? Chắc là mình câu trực tiếp đi ha. Thì xe này bạn cũng có gắn vô đây bộ định vị. Đó, ông gắn vô đây bộ định vị. Rồi, thì giờ mình tháo ra luôn ha, nó có dòng rò, tháo ra luôn. Ê, khi tháo định vị ra thì mấy cái dắt có liên quan rồi nè. Mấy cái này nè, tháo luôn ha. Cái nào liên quan đó mình tháo cho sạch luôn cái cụm này luôn. Thấy không? Tháo cụm này nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đấu cục sạc, nhưng mà trước khi đấu cục sạc thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cái cách làm đo đạc ha. Thì để thử coi mình rồi qua góc này quay cho anh em dễ nhìn. Thì cái này mấy đứa em mình nó đã hồi nãy giờ điện thoại hết pin, mình mới sạc. Mấy đứa em mình nó đã mở cái cục sạc ra, nó cắt mấy cái dây cũ rồi, nhưng mà cái chân dây vẫn còn lại đây. Đây là nghĩa theo chân sơ đồ á, mở chỗ nào mở sơ đồ On Moto lên giúp anh đi. Theo chân sơ đồ thì cục sạc này là xe mà dàn điện á là nó phải đi qua cục sạc, có nghĩa là hệ thống điện FI sau khóa là điện bình từ ở bình ắc quy đưa lên sạc, và từ sạc sẽ đưa qua chìa khóa để cấp cho hệ thống FI bằng dây đỏ sọc trắng. Đó thì anh này anh đã nhập cái dây đi vô sạc từ bình ắc quy lên là dây màu đỏ nè, anh nhập vô trong cái dây màu đỏ sọc trắng luôn rồi. Đó thì có nghĩa là tại sao người ta làm như vậy, vì lý do sạc LS208 vì lý do là cái cục sạc này thời điểm chắc cái xe này hư 7-8 năm trước cục sạc này mắc các bạn. Bây giờ mình đi mua cục sạc này là cũng gần 1 triệu. Đó thì tới thời điểm mà mình nghĩ là cái xe này hư cái này 7-8 năm á, là cục sạc này phải 1 triệu mấy một cục sạc này, thì có thể là chi phí lúc đó là khá là đắt, cho nên là anh mới mua cái cục xuôi tay là cục này. Thì kinh phí cục này mình nghĩ là 7-8 năm về trước thì cục này nó cũng khoảng 400-500 ngàn á, chứ không có rẻ đâu các bạn. Đó thì anh mới đấu vô. Thì đây các bạn thấy nè, là anh đấu một cái dây vàng á, đầu tiên là anh đấu một cái dây vàng vô đây, và một cái dây mát ảnh đấu vô trong cái dây vàng thứ hai. Sau đó anh đấu dây đỏ, ảnh đấu cái cục sạc này vô, rồi ảnh làm cái giắc mát ở đây, anh bắt vô cục sạc. Thì như vậy ảnh không tách mát nha các bạn, ảnh không tách mát luôn á, mà xe này chạy được tới nay là cũng 7-8 năm là cũng khá là hay. Tại vì bán kỳ, ảnh lấy bán kỳ mà nuôi được hệ thống FI mà xe này chạy được luôn, mà có luôn cái đèn này là mình thấy là cũng hay á. Cũng cục sạc này nó mạnh á. Sơ đồ sạc đây, sơ đồ sạc ở trong phần mềm ha. Thì từ mâm điện một lát nữa mình sẽ vẽ lên bảng cho bạn dễ coi. Từ mâm điện á là nó sẽ đưa vô cái dây màu trắng, đưa vô màu trắng vô cái giắc nối 6B của cục sạc. Sau đó thì bình ắc quy cấp điện dây đỏ chuyển thành dây đỏ sọc trắng sau cầu kỳ, đi vô trong cái chân sạc luôn. Cái này thì nó không hiển thị rõ ta, nó không hiển thị rõ em ơi. Sơ đồ hệ thống bình điện máy phát. Rồi mâm điện đi vô, bình ắc quy đi vô, cục sạc cái này nó cũng không hiển thị rõ, mình mở sơ đồ lắp ráp đi, cầm máy giùm anh đi.
cầm đồ cảm này mà quay gần đây nè, sơ đồ à, sơ đồ dây điện. Một lát nữa mình vẽ bản cho anh em coi, mình kéo đây mình coi sơ đồ đen trắng được quen rồi nè. Thiết chế chỉnh luôn là cục sạc nè, cục sạc nó có một cái dây à, một cái dây cấp điện cho cái công tắc máy nè, dây màu đỏ sọc đen nè, red sọc black, đi từ cái giắc sạc chỉnh lưu ha, đi qua bên cái công tắc máy để vô nhánh bát 1. À, khi bật khóa thì cấp điện cho dây màu đen sau khóa, có nghĩa là cục sạc sẽ cấp điện cho ổ khóa nha các bạn. Ổ khóa này là à, khi mình bật khóa mà nếu mà cục sạc hư tháo cục sạc ra là coi như là cái ổ khóa này không có điện. Đó là nhánh này nó có liên quan. À, và cái dây điện mà từ bình ắc quy á là dây đỏ sọc trắng nè, đỏ sọc trắng nè, red sọc white nè. Đưa đỏ sọc trắng đi lên trên tới đây. Đỏ sọc trắng qua hệ thống cầu chì 95 ampe nè. Đỏ sọc trắng ở đây, vô đây là cái relay đèn nè. Thì cầu chì 95 ampe này chính là cái cầu chì lấy điện từ cái dây đỏ là từ điện cực dương bình ắc quy. Có nghĩa là bình ắc quy cấp đến cầu chì 15 ampe, sau đó qua cầu chì 15 ampe qua dây đỏ sọc trắng sẽ cấp điện cho cục sạc, sẽ cấp điện cho cục sạc và cục sạc sẽ sinh ra điện cấp lại cái dây đỏ sọc đen qua cái hệ thống ổ khóa. À, rồi còn lại á, là dây vàng là dây cấp đèn, dây vàng là cái dây cấp đèn, à, không phải là từ mâm điện lên nha, dây vàng này nó cấp thẳng cho hệ thống đèn luôn. Rồi dây màu trắng, dây màu trắng nè, dây màu trắng các bạn nhìn nè, đi theo dây màu trắng nè, dây màu trắng đi xuống tới máy phát hay gọi là mâm điện. Quay đây, xuống này, màu trắng nè, màu trắng là xuống máy phát này có một dây lên nè, một dây nối mát nè các bạn thấy không? Là cái mâm này chưa tách mát luôn đó, mà mấy đêm mình nó làm nó tách mát, để lát mình đo cho các bạn coi, mình mở mâm mình đo cho các bạn coi. Rồi dây màu trắng, hai dây màu trắng, dây màu trắng là dây sạc, dây màu xanh lá là dây mát rồi, là không phải nói rồi. Vậy thì tổng cộng là cái giắc sạc này nó có 5 dây, à, 6 chân nhưng mà nó bỏ đi một chân, thì như vậy là nó còn lại 5 dây. Thằng dây bỏ trống nè các bạn thấy không? À, ảnh cũng hay á, thời điểm đó mà ảnh đã biết là ảnh chuyển cái dây màu đỏ sọc trắng dính vô dây đỏ sọc đen để cấp điện cho ổ khóa là cũng hay rồi. À, dây vàng là cấp điện cho đèn thì ảnh bỏ đi, ảnh quặt vô đây ảnh bỏ nè, em quay đây, quay đây. Đó, dây vàng là ảnh bỏ đi ảnh quặt vô đây. Rồi à, giữ lại dây xanh lá nè, dây trắng nè. Thì như vậy ảnh lấy cái này nè là lấy được có nửa chu kỳ điện thôi, nửa chu kỳ AC thôi chứ không phải là toàn kỳ nha. Ảnh lấy bán kỳ, mà ảnh lấy bán kỳ đó mà ảnh câu vô một cái cầu một pha, cầu một pha là hai dây này nè, có nghĩa là cái này cầu ba pha là phải câu ba dây. Bây giờ ảnh bỏ đi dây, ảnh bỏ dây nè, cái dây ảnh bỏ đây nè, ảnh chùm lại nè, thấy không, đầu chùm còn, ảnh đấu vô dây này cái vô mát, cái vô đây à, cái vô dương, cái này bắt vô mát sườn. Vậy mà ảnh xài được tới giờ 7 năm, các bạn thấy hay không, tính là hay chứ bộ. Rồi giờ mình dây mát ở dưới lên. À. Có mát luôn, ông lấy cái chỗ cái chân mát, ông lấy cái dây đó ông kéo được. À, có nghĩa là có tách mát. Không có tách mát, nhưng mà lấy cái dây chỗ cái cùng mát. Chỗ cái chân mát á là kéo một cộng dây điện lên đây. À, là ngày hôm qua có một cộng dây đời nữa. Là cộng này hả? Cái cộng nhỏ nhỏ. Cộng trắng này nè đúng không? Không đó. Cộng trắng là rồi của em kéo lên, cộng của em ổng kéo lên một cộng nữa xíu à. À, ảnh có kéo lên, có nghĩa là ảnh hàng vô chân mát, ảnh kéo một cộng lên. Rồi. Rồi vậy mà câu bán kỳ mà cũng chạy được 7-8 năm là hay với bộ điện FI rồi, thêm cái đèn này nữa đâu phải đùa. À, bây giờ cho anh mượn nè, giờ em tách mát chưa? Em tách mát em đưa là bằng dây lớn này đúng không? Đó, mình tách mát là mình phải đưa dây tải lớn này nè các bạn. Mâm điện AC này nó lớn điện lắm. Mình giờ mình sẽ cho anh em coi ha. Gánh tí hả? Gánh tí mấy cầm bên kia Hiếu, Hiếu cầm đồng hồ cho anh Hiếu. Rồi, em tách rồi đúng không? Dây trắng này vẫn để nguyên đúng không? Ở dưới đúng không? Đo thông mát sườn là không thông. Không thông. Không thông. Đo thông dây này. Không. Ủa sao này không kìa. Ấy quên lộn. Đấy nha. Chỉnh ra không ạ? Ừ. Không thông. Đây là thông nè. Hai này thông nhau nè. Đó là giờ là nó thành cầu pha nè. Giờ nó không thông mắt sườn nữa. Không thông mắt sườn nữa. Thấy không? Không thông mắt sườn nữa. Rồi. Cái dây đỏ này nè là nối vô ổ khóa rồi, nối vô cái quy luôn rồi, thì dây đỏ này nó sẽ có 12V. Đây chỉnh cái đầu đỏ. 12V nè. Có gắn cái quy chưa? Có, em mới đâu rồi em. Nó có hẹn đâu, biết cầu chuyện. Đâu có, cái này là dây trước khóa mà. Chỉnh ơi, đồng hồ. Trời ơi, lấy đồng hồ này xịn xịn, lấy đồng hồ này sắp hư rồi đó. Tại đó, hai cục bình hướng lắm em anh. Không có. Ủa, cái đồng hồ. Cái đồng hồ nãy lồng dịch quá. Hiểu qua, nghĩa qua lấy đồng hồ lấy đồng hồ. Đồng hồ. Cái nào? Cái này mới rồi đúng không? Nè, cái này. Hư rồi giữ cho làm gì? Hầu ư giữ cho nó dở. Rồi đó lại. Dây này đo thông mạch trước. Đó, mình thử dây này thử trước. Rồi không thông mạch thường. Dây này kêu nó giật rác nha. Để dở quê lắm. Cái này. Rồi đo thông đi. Từ từ xuống cái nữa. Đây nè. Đó, thông mạch thấy không? Rồi, là cái này cầu một pha. Sau đó tiếp tục đo 12V. Đo cái này
dì đỏ với mát thường. Rồi nó mới thích làm cái đồng hồ luôn á. Rồi nó quy không có 12 volt luôn á. Ở có nè. Ủa sao đây đâu không có 12 volt ta? Ngáo gì ta? Có 12 nè, mát có nè. Dương. Rồi nào đứt cầu chì rồi. Nào nẹt đây đứt cầu chì rồi, đứt cầu chì rồi. Rồi, sửa ban luôn lên đây. Rồi, đưa camera đây kìa. Đứt cầu chì đây nè. Mà đồng, không cái đồng hồ kia nó cũng hư rồi, nãy đôi này không có. Nãy nó chạm hay gì rồi. Cái đồng hồ kia nó hư bữa giờ rồi. Vậy nó không tắt chìa khóa rồi, không có rồi. Nè. Không nè, không thông nè không? Đứt cầu chì 15 ampe rồi. Đó, mình thử cái đó không có là mình biết tại mình mới vừa coi sơ đồ xong cầu chì 15 ampe đó. Có cầu chì nào khác không? Cho mình cái đỡ đi. Thôi có luôn rồi. Cầu chì dự phòng. Ủa dòng máy lắc nãy nằm ngay cục rồi lại đề á. Nè đứt rồi nè. Đo cho anh em coi. Càng càng đi. Thực tế luôn. Không. Không thông ha, đứt rồi. Thì trong cái xe Alac á là ngay cái rời đề nè, em để ý kỹ có hai cầu chì nè, cái 15 cái 10 nè ha. Tương xứng nhìn xe có sẵn luôn. Đó là xe zin á, xe zin nó còn. Hả? Không không, thông rồi gắn vô. Tại mấy gì tại người ta không biết. Không? Rồi. Đúng rồi, tao không biết nó mới còn chứ tao biết nó mất rồi. Ai ham rồi. Rồi, nó lại nè, ở đây với lại mát nè. 12 volt. À, có 12 volt thấy không? Vậy là dương có, mát có, hai cầu có. Thì bây giờ đo AC trước đi ha. Giờ đo AC trước đi. Giờ nghĩa qua nổ máy giùm anh đi. Kiểm không AC của nó đủ chỉnh để nổ không? Garanti là nó phải trên 20 volt nha mới được nha. Nếu mà câu sạc cầu là garanti phải trên 20 volt. Nè đồng hồ này chỉnh đang đo 20 volt AC nè. 20 volt AC, garanti là phải trên 18 volt á hoặc là trên 25 volt là tốt nhất. Nếu nguồn sạc mạnh là phải trên 25 volt. Qua mình vậy à, lát nữa mình đấu mình xả ngay vô chỗ đó mình làm lại luôn. Em lên nhà điện giật không ơi, 20 volt này nó vượt rồi, 200 volt, 30 mấy volt garanti rồi, nó dặn cái là 100 volt là giật xỉu luôn á. Rồi vậy thử coi nó chậm mấy, thử coi 190 volt luôn, thấy không? AC 190 volt là bằng điện nhà 220 rồi, nó giật một cái là lè lưỡi chứ đùa. 220 volt, vậy thì sạc này đấu điện trong nhà thôi, làm sạc bình. Bây giờ là mình đấu ở đây, hiểu không? Mình đấu ở đây có bóng đèn sợi tóc không? Bóng đèn ba chân không? Anh đấu tạm ở đắt mấy đứa hàng dây mấy đứa làm lại cho đẹp này ngoài. Ngồi vô hướng dẫn sơ đồ rồi cho anh hiểu. Anh hướng dẫn trong trường hợp này, anh hướng dẫn cho mọi người cùng học luôn. Cho mấy anh em ở xa họ không có tiếp cận, họ hiểu nguyên lý để sau này họ làm cho đúng. Mát. Mát thì câu vô mát. Đó, giờ là lấy tàn kỳ đó. Rồi, Dương rồi, cục này sinh điện nè. Sau khi đo xong mà nổ máy mà sinh điện là mình sẽ đo ở garanti thôi. Là cục này là đảm bảo phải đủ ampe cho bóng đèn sợi tóc ba chân sáng thì mới câu đúng cục sạc. Em chuyển đồng hồ quay đo ampe. Thắng mở đây lấy mạnh bóng đèn kim thì mạnh bóng đèn nhỏ ta. Có bóng nào không cần chứ. Ủa nãy là cái này nó tóc rồi hả? Nguyên cái hộp vừa qua. Không lớn không? Cần bóng. Nào, kiếm bóng đèn bự đi. Cái này bự đi mình thử tải lớn luôn. Thử cái này coi nó có bị đứt bóng không. Ừ, rồi. Như này vô đây. Như này. Số máy nào em hàng ra? Đâu? 7. Cái gì? Tại nào em hàng như sao? Hàng vô luôn cũng được. Tháng dĩnh giùm lát. Qua dĩnh này vô mát mà nè. Dĩnh này vô đây nè. Làm dĩnh giùm anh nè. Mát. Mát vô mát nè. Đỏ. Nâu vô đây. Rồi đỏ đây rồi nổ máy. Coi ăn mát chưa? Chuyển vô mát nè. Thử cái này nha. Nhìn kia
nó đứt. Dắt này giật mấy cái đồ giật giật này mốt mà mình thấy nó không an toàn mình giục bà nó hết đi, mình để cho nó giật mình chết luôn. Nó đâu có ăn đâu, cứ kìm nó ăn sữa ba luôn nha. Bữa đây cầu quay đi, cứ quay bình thường đi, ăn sữa cho mẹ nè. Nó kìm kìm chắc nhé, mấy cái này bấm khó á, đồ lô á nó bấm dở lắm. Đồ để tiện mấy ngàn bạc cái này ta bấm khi ta ẩu nó giật chết luôn. Thử trước làm xe khác không, mình lấy ra thử không, có đổ thừa xe ta đứt cái lát rồi mình quần quan lại không nói hai lời sao được. Rồi xe đi đâu vô đây đi mát đấu vô mát luôn, lên ga không không thích bóng là tốt á, lên ga thử coi được không. Bóng nhỏ này không phải đó, bóng áp bóng này đâu đứt đâu, thấy không, đồ kẹt tạm lao và đứt liền rồi. Ok ok, rồi rồi đợi một xíu thử bóng nữa, hai bóng rồi sáng giống nhau không, thử là thử thủ công chứ đi đó, hai bóng rồi sáng chừng luôn. Hai bóng là tự động nó tăng luôn á, rồi lên gà nữa rồi đứt không. Bóng nó sáng hơn một bóng đấy không? Nè em nhìn độ sáng này, cục sạc này nó thông minh lắm á, nó tự động nó biết hai bóng là cái công suất nó lớn hơn là nó tự động tăng công suất luôn nè. À. Em nhìn nè, anh bỏ một bóng ra nè, thấy không? Nó mờ lại nè, hai bóng cái độ sáng nó hơn nè, thấy không? Đó, rồi mình thử ampe là mình biết liền. Giờ mình đo ampe mình biết liền. Đầu tiên ampe một bóng đi, chỉnh thay đôi ampe để thấp thấp xuống hết. Rồi thấp xuống. Đừng có nói với tôi là cái đồng hồ này đứt còn gì ame nha, đứt rồi. Bao nhiêu? À 0.17 ame, 0.17 ame là sao nó không sáng nè. Đâu có, đứt rồi, đứt rồi. Phải sáng chứ. Ủa này đứt rồi ta. Có ai có cầu chì, có cái nào còn xài được không? Kiểu mà ảo đo đứt ampe đó. Ok nhìn. Có đồng hồ khác không? Có đồng hồ khác không? Trời, đưa đồ nghề cho mấy đứa nó học đó, nó không kiểm tra nó đây đây lại. À dùng đồng hồ, sổ đồng hồ luôn nè. À cầu chì nè, 20 ampe đang đo không được nè. Chuyển quay đo về ngay đo không mạch luôn. Tháo cầu chì ra đo nè, thông thông nè, thấy không? Thông thông là cầu chì đứt. Rồi cho cái cầu chì đi. Đây. Cầu chì này. Đó không nè, không bỏ lấy cầu chì này gắn đây đó là mình sửa xong cái đồng hồ đúng không. Rồi giờ mình sửa xong rồi mình chuyển quay đo qua đây, chuyển quay đo qua 20 ampe, mình chỉnh đang đo 20 ampe rồi tiếp tục gắn cái pin vô đó, lấy đồng hồ sửa đồng hồ luôn. Trời sáng nè, 0.73 đo cho đúng chiều cho nó dừng cái đi, 0.73 ha, hai cái nè, hai cái thì nguyên tắc thì cái này cũng 0.73 đúng không, này cũng 0.73 đúng không, đó 0.70 rồi. Hai cái này thì chắc chắn là nó sẽ tăng lên, mất công xong nó sẽ tăng lên để nó tăng nhiều nha. Mà tăng ampe lên, tăng cường độ lên là bóng đèn phải sáng hơn là đương nhiên rồi. Đó 1 ampe 4 luôn nè, hai cái cộng lại mất công xong nữa không, 1.4 ampe luôn là 70 còn 70 gấp đôi thì tăng công suất lên sáng lên luôn nè, cường độ tăng mà, cường độ là độ mạnh tăng thì nó sáng tăng thôi. Rồi bóng đèn dũng này lớn ha, 1.4 ampe này ha. Cục sạc này nó hay lắm, cục sạc này nó thông minh lắm, nó tự nó hiểu luôn à, nó hiểu đằng sau nó bao nhiêu là nó tự nó chỉnh luôn à. Cho nên con cục sạc này rất là dễ xài, xe riêng quay cũng được, những cái xe hệ sạc đặc biệt cũng được, thậm chí mà xe sạc 3 pha cái nó hư dùng hai cục này cũng vẫn được luôn. Cục này nó cực kỳ thông minh, anh em nhớ mua sạc ủng hộ tôi nha, nếu có tiền làm YouTube á. Rồi nè, 200 mấy ampe luôn nè, thấy không, 200 mấy ampe luôn nè. Ủa nghĩa xem ổng hàng cho anh thêm rộng nữa nghĩa không, bây giờ vậy nè, em lấy cái cây kim loại em nhấn cái này cho sáng 2 tim thì trở lên 500 mấy đi, hiểu không?
em cầm con dây điện này nè, rồi em dùng một cái gì cái đuôi kim loại á, nè tôi giúp nè. Ờ em cầm đi. Em mạnh giữa luôn. Anh cho dính. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Em hẹn cho dính. Thôi, hẹn chi, cầm đi. Nè, thì hai cái nó lên 5 ampe nè, bao nhiêu? Sáng hay đêm giờ? Liêu liêu đứt tim rồi, đứt tim rồi. Đứt rồi, đứt tim rồi. 200 mấy đứt tim rồi, đứt tim rồi. Con này đứt tim. 200 mấy ampe đúng không? Bây giờ mình sẽ thử luôn. Hồi nãy cái này 1.4 đúng không? Mất công xong mà 2 7 mấy với 1.4 là 3 7 mấy đúng không? 3 7 mấy. Gần 3 rồi. À 3 rưỡi. Thấy không? Nó tự động nó tăng luôn à. Muốn nhiêu có nhiêu à. Giờ thích nữa lấy bóng nữa thử nữa cũng được nữa. Hàng nữa rồi nhé. Hàng bóng nữa coi được nhiêu cái. Hàng thêm dây nữa nhé. À 5 cái mấy nữa. Bóng đèn sáng đủ luôn. Dặn ra không đứt bóng nào đó. Dặn ra thử. Dặn nhẹ ra cho xe đứng trường. Có chừng hư vi bồ của anh nhé. Đó, ame không thay đổi kìa, anh nhìn kìa. Ame đứng yên rồi. Thấy không? Rồi. Bây giờ mình chuyển mình đo thử đo con ha. Đo thử đo con. Đo con khi mà mình không có gắn bất cứ cái gì thôi. Không gắn cái gì mình đo con này thôi. Dì mát 15 con đúng luôn này. Đúng 15 con luôn thấy không? Rồi lên ga coi. Rồi nó có vượt cái miếng nào đó. Gắn vô này nó vượt nhẹ nha. Gắn đây lên đi. Đó rồi nó tuột lại nè. Nó tuột về. Đâu có lên được nữa đâu. Mặc dù chưa gắn cái gì hết á. Rồi, thử coi nha, bình yếu không nha. Cắm vô mà giờ bình yếu là biết liền à. Bình yếu lại nhồi vô liền à. Nè, bình yếu không. Nó gị cái máy nè, nghe cái tiếng máy nè, nó gị luôn nè. Gị cái xe xuống rõ ràng luôn thấy không, bình yếu nè. Vô tới 6-7 mè luôn. Bình đang yếu, rất là yếu, em qua cho mình thử đâu sạc đâu, thấy không. Xe đang nổ mà đâu có sạc, mà xe này là xếp y. Thì có thể là tiêu thụ bình thì bình bây giờ đang rất là yếu. Và hệ FI đang xài nữa là hai cái luôn, nó cộng vô. Cái bình này là 5 ampe mà hệ FI mình nó đang xài một khoảng chừng 2 ampe nữa là cộng vô. Đó nó nghỉ máy xe xong luôn. Thấy không? Nghỉ vậy là hao xăng cái gì nữa. Đúng không? Mình muốn xin công là mình phải lên ga thì mới xin công là nó hao xăng khúc. Đó, nó vô 6 7 mấy ampe. Gần 7 ampe. Em sạc thông minh ghê không? Rồi giờ thử ha. 7 ampe thông thử nè. Bây giờ cộng thêm cái dàn bóng đèn đó đấy. Nó vô nổi không nha. Cái này vô này luôn. Anh Vũ ơi, mình thấy. Nó đẩy cái 7 ampe mấy luôn. Để cao hơn nãy luôn nè, bóng đèn vẫn sáng nè. Thấy không? Nó vừa sạc được mà nó vừa thắp sáng bóng đèn được luôn. Là tính ra cục sạc này nó mạnh lắm chứ bộ, công suất cục sạc này lớn lắm rồi, thấy không? Bóng đèn không hồi nãy là bóng đèn không là đã 2 7 mấy rồi, thấy không? 3 mấy mấy rồi, 2 rưỡi. Đó, mát đen á. Nè, 3 rưỡi nè, thấy không? 3 rưỡi. Nó gị. Bóng đèn nó cũng gị nhưng mà gị không bằng cái xe sạc hình. Nghe nè. Thấy không? Tiếng máy khác liền. Thấy không? Nhưng mà cái xe nó gị hơn. Cái xe nó gị hơn nè. Giống như nó thắng luôn cái máy rồi. Đó, rõ ràng công suất nó giảm. Vậy đi, nếu mà cục sạc mà làm gì không tốt với máy xe cũng hao xăng. Rồi nãy giờ nè, đâu có nóng không? Không ấm chơi vậy thôi. Chứ còn cục sạc thì nãy giờ đụng là phỏng tay á. Nếu mà đó. Ra nãy giờ. Cảm ơn. Cảm ơn. Đổ vô là nó gị cái máy luôn. Cho nó sạc cái bình thôi đi, lát mình thử nó tốt. Nghe nó gỉ cái xe thấy rõ luôn. Đó, cho nó sạc xíu đi rồi nghĩa hàng nó thử ra về tích sơ đồ lý thuyết cho anh em. Rồi giờ nghĩa hàng hai cái này thử ra. Không vô đóng bóng đèn coi nó chịu nổi không. Thử nhiều nhiều xíu. Hai tim. Rồi sáng hai tim. Thử hết, đừng có nhiều thử hết luôn. Cái nó đu lên xe ấy. Giờ nó đang sạc xe luôn ha. Vô thử coi nó nghỉ tắt máy không. Trời ơi, sáng chân hết luôn nè. Sáng luôn 3 cái tim bóng đèn này luôn nè. Cái này đứt tim rồi. À 4 cái, mà 5 cái, tính là 5 cái. Tại vì thằng này tới 2 tim lận. Thử ha, đưa bóng đèn, giỏng đèn này được như ampe nữa. Trong kia đó đang đẩy 6 gần 7 rồi. Cho ampe đi. Đang đẩy 7 ra. Để cho nó qua cái đám này. Cái mâm này tốt chứ bộ. Bởi vậy nó chạy có bán kỳ mà nó chạy được 7-8 năm. Câu sai nguyên tắc mà chạy được 7-8 năm là có nghĩa mâm này mạnh chứ bộ. Rồi nó dứt ở đây thêm 5 ampe mấy là 6 ampe nữa nè. Là cục sạc này rất là tốt luôn á. Đúng không? Mình bắt luôn cái đèn kia ở luôn.
Đèn, nhưng mà bây giờ mình đang đo là đo qua cái này thôi, đo cụm này năm mấy thôi. Mình bật cái kia mình đâu có đo được nhánh kia đâu, để nhánh kia nó qua cái dây này thôi. Mà nó mạnh thiệt, ở đây lên 5 mấy 6 mấy nè, một đống ở đây nó đeo vô nè. Đeo một đống con này mà xe vẫn chạy được, vẫn vô bình. Rồi, tốt rồi. Bây giờ cho anh em nào nói đi, rồi lùi ống game hơi rồi trả cái tự do của cái đám dây điện đi bóng ống xe nông. Bóng này nặng điện quá mà câu 7-5 là tính là ngon ha. Rồi giờ anh sẽ, có quay không? Còn quay không? Anh sẽ vô giải thích sơ đồ lý thuyết cho anh em hiểu. Ở đây cho nó làm sạch đi, rồi đáng quay tổng kết luôn. Quy tính nha, đang đánh bán lên sạc phải không? Được cái súng này. Mua 1 năm rồi đó, giờ mới xài á, tốn kém thì chứ. Ủa, anh là kỹ thuật cho mà làm đâu vậy? Cần giờ thôi. Đúng cái bữa đó thôi á. Đó nhiêu lại? Không nhớ nữa. 3 triệu hay sao? Bữa đó mua. Theo cái sơ đồ trong cái tài liệu lý thuyết tập 3 mà mình phát hành cho các bạn á, với lại là trong những cái lớp mà mình hỗ trợ về online á, thì cái sơ đồ sạc này mình dạy rất là kỹ hệ thống sạc. Tại vì gần như trên xe gắn máy bây giờ mà 10 cái ban bệnh á mà nó diễn ra trên điện xe gắn máy á, thì chắc chắn đầu tiên các bạn phải kiểm tra cái hệ thống sạc, nó là đương nhiên. Thì cái nguồn sạc hồi nãy trên xe em đấy, nó chính là cái nguồn này. Nguồn này đây có một cái nguồn đó. Thì dây này là dây màu trắng á. Mình nhớ thôi, mình không có sơ đồ mình cũng nhớ rồi. Tại làm nhiều quá rồi. Cái này dây màu mát, nó mát đúng không? Này không điện. Sạc thì nó còn có tên là tiết chế chỉnh lưu, đúng không? Tiết chế chỉnh lưu. Và cái mâm này á, tên của nó gọi là mâm một dây lên, có tiếp mát. Và cái loại sạc này thì nó cũng là một nhánh của sạc toàn kỳ ha các bạn ha. Sạc toàn kỳ, nó lấy toàn bộ chu kỳ điện. Thì trong cái lớp dạy online của mình và trong tài liệu của mình cũng biết rất rõ này là, thì khi anh em học trực tiếp hay học online của mình thì mình sẽ hướng dẫn cái này cực kỳ kỹ, tại vì nó là căn bản các bạn sửa sạc. Trong cục sạc này thì nó sẽ sinh ra một cái dây màu vàng. Dây màu vàng đi lên hệ thống đèn. Thì nó khác với lại cái hệ thống sạc truyền thống cũ là cái dây màu vàng được đi từ mâm điện lên, thì bây giờ nó sinh ra từ đèn. Và đặc biệt á là cái vùng bán dây dương, cái vùng bán dây dương. Thì vùng bán dây dương này thì nó xài cho cái hệ thống sạc FI. Nghĩa là sạc FI. Và cái vùng bán dây âm á, cái vùng bán dây âm này nè là nó dùng cho hệ thống đèn. Cho nên lúc này chúng ta đo cái điện cái dây này nè với lại là mắt sườn á bằng đồng hồ VOM á, thì giá trị của nó sẽ ra, nếu đúng que đo màu đỏ đây, màu đen đây, thì giá trị nó sẽ ra là âm nha các bạn, tại vì nó xài bán dây âm đó. Rồi thì điện sinh ra trên dây đèn là không quá 15V. Ở đây thì nó sẽ có hai dây, một dây nó đi lên hệ thống khóa để nó cấp điện cho cái ổ khóa. Một dây thì nó đi tới cái hệ thống cầu chì vô ác quy. Và ác quy là điện cực dương ha, điện cực âm thì nó mát sườn ha, nó mát sườn. Cái dây này màu đỏ. Dây lên khóa thì có thể là màu đỏ sọc hoặc màu đen sọc ha, mình cho là màu đen. Và dây cuối cùng là một cái dây nó nói mát sườn, nó mát sườn. Thì cầu một pha là cái cầu còn lại nó sẽ lấy qua cái mát sườn nè. Nó đi điện nó qua mát sườn này là coi như là nếu mà mình tính theo cầu thì đi gì nè. Rồi, đó là cái sơ đồ gym nó là như vậy trên xe gym. Thì cái anh thợ xe hơi ảnh mới làm như vậy, mâm điện ảnh mới làm như vậy. Chắc chắn là cái này đèn là anh đã bỏ cái hệ thống đèn trợ sáng rồi, anh bỏ đi cái hệ thống đèn trợ sáng, anh không có xài cái hệ thống đèn trợ sáng nữa trên cái khăn. Thì cái đèn trợ sáng này anh bỏ đi đúng không, anh đã câu rồi, anh không có cần dây đèn nữa, anh bỏ dây vàng này đi luôn. Rồi anh bỏ đi, bỏ chỉ mâm điện rồi, nhìn là biết mâm điện rồi, anh bỏ đi. Dây trắng anh vẫn đưa lên đây, anh mới nói một cái dây này, anh đưa lên cục sạc nè. Thì cục sạc này là cục sạc, lúc này anh không xài cục sạc này nữa nha, anh xài cái cục sạc của Attila hay là sạc ba gác thế hệ cũ. Nhưng mà Attila này là sạc ba pha, anh sạc sạc ba pha, các bạn thấy rõ ràng cái đó. Anh lấy hai, có hai dây vàng, anh nói một cái dây vô cực mát này, nói đây là hai dây này vàng, dây A dây B vàng, dây vàng C anh bỏ đi, dây vàng C anh bỏ. Thì cái hệ thống điện mà cấp cho ổ khóa này nè, lúc đó là anh đã không xài cục sạc cũ nữa. Thì cục sạc mới anh sạc 4 giây thôi,
cái hệ thống điện của khóa anh mới quẹo xuống đây, anh nói vô đây nè, nói đây đúng không, họ lên ổ khóa đó, anh xài cái điện sau cục chì cấp lên ổ khóa, và dây cuối cùng còn lại cục sạc này là dây nối mát. Rồi 4 dây, dây xe anh bỏ dây xe, thì đó là cái cách làm của anh và cục sạc này, anh nói là anh xài được 7 năm. Thì rõ ràng với cái cách sạc này nó vẫn là bán kỳ các bạn, vì nó có nối mát này, nó bị mất điện, nó không đủ công suất, nó không đủ công suất, cho nên là nó cũng là thuộc dạng đấu bị sai. Thì bây giờ cái cách của mình xử lý, mình sẽ xử lý như sau. Đầu tiên mình phải tách mát đi ra, tách mát đi ra, có nghĩa là cái mâm này không có nối mát, mâm này không còn nối mát, bỏ mát luôn, bỏ mát luôn. Rồi sau đó mình cũng y như ảnh luôn, cái này mình cho quẹo đây thôi, cái này mát thôi. Thì cục sạc của mình nó có 4 dây vậy các bạn, sạc mình 4 dây thôi. Đó. Rồi dây A, dây B là hai dây này gọi là hai dây cầu của sạc. Dây này đỏ, dây này đen mát sườn, rồi xong 4 dây xong. Toàn kỳ. Thì đảm bảo với cái cục sạc mà linh kiện điện tử này nè, cái cục sạc linh kiện điện tử á, thì đóng cắt ở cường độ cao, mình đã chứng minh nó có thể sinh ampe lên tới 6 cho tới 8 ampe luôn. Có nha các bạn. Này có. Và không bao giờ nó quá 15V, cho nên yên tâm. Và nó là sạc linh kiện điện tử đóng cắt tự động, cho nên nó không tỏa nhiệt nhiều, không bị nhiệt, ảnh hưởng đến nhiệt độ, không nóng. Đó là cái sơ đồ lý thuyết như vậy. Và bây giờ mình sẽ lên xe tiếp tục cái video này. Quay cho hết. Bạn vừa xem xong mình hướng dẫn các bạn trên sơ đồ lý thuyết về cái mạch điện sạc của xe này, và cái cách xử lý cũ của thợ cũ nó đúng sai chỗ nào, và cái cách xử lý mới của mình. Thì hiện tại thì mình đã bỏ cái bộ này ra luôn rồi, bỏ ra, mình tháo hết mấy cái dắt dây lùng nhùng không có liên quan. Duy nhất thì chỉ có hệ thống đèn này xe nông thì mình để lại thôi, mình trả nó về zin hết rồi cho nó an toàn. Rồi thì bây giờ coi như là mình kết thúc video clip này lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh Việt Xe Quảng Cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.